hồi xa kia được bắt đầu từ chữ trên này thôi. Năm nay là năm lòng thương xót của Thiên Chúa, và vì thế tôi cũng muốn dành những đề tài liên quan đến lòng thương xót, và đương nhiên mùa chay chúng ta nói đến sự sám hối. Bài hát sẽ chọn một là bài, đừng nghĩ bài hát đó chỉ hát để mà cầu hồn hoặc là cho những người chết, mà bài hát đó trước hết phải dành cho những người sống. Lạy Chúa, xin thương con theo những từ bi Chúa, là những lời mà chúng ta cần phải tha thiết cầu xin khi chúng ta còn sống. Đương nhiên lòng thương xót của Ngài sẽ trải rộng khi chúng ta chết. Năm nay tôi chọn cái đề tài là cái câu nói của rất nhiều người, chứ không phải chỉ là người cùi hay là chỉ là người mù. Lạy ông Giêsu, con của David, xin thương xót tôi. Nhưng tôi muốn trích cái câu này ra từng hoàn cảnh một để nói đến về ơn tha thứ và lòng thương xót mà đề tài một tối ngày đầu tiên tôi muốn nói đến, đó là những ai yêu nhiều thì sẽ được tha nhiều. Tất cả những người vẫn tập đến Đức Giêsu, từ người mù cho đến người què cho đến người bại liệt, họ đều đến và họ đều kêu lên một câu: Giêsu, con của David, xin thương xót tôi. Chúng ta thấy người mù ở trên kêu qua ra nói, chúng ta thấy người gốc gọi nói, và các chúng ta có thể ghi lại câu nói này như là một lời khẩn khoản. Nhưng ở đây tôi muốn nói đến hình ảnh của những con người đến với Đức Giêsu không phải chỉ xin chữa lành về bệnh tật thể lý, mà họ xin chữa lành về tâm hồn. Nói cách khác, chính Đức Giêsu đã dùng từ tha tội trong những trường hợp này. Bây giờ chúng ta đi vào trường hợp đầu tiên để làm bài học ở trong cái ngày đầu tiên trong cái ngày tĩnh tâm của mùa chay năm lòng thương xót này. Luca ở trong chương 7 nói đến bài đọc từ câu 36 cho đến câu 50. Ở đây tôi muốn đọc cái đoạn của tôi viết ở trong này. Tôi muốn đọc cái bài đọc xong rồi chúng ta cùng nhau phân tích. Có người thuộc nhóm Pharisee mời Đức Giêsu dùng bữa với mình. Đức Giêsu đến nhà người Pharisee ấy và bảo bà ta: bỗng một phụ nữ cũng là người tội lỗi trong thành, biết được người đang dùng bữa tại nhà ông Pharisee, liền đem theo một bình bạch ngọc đựng dầu thơm, chỉ đứng đằng sau sát chân người mà khóc, lấy nước mắt mà tưới bước chân người, chỉ lấy tóc mình mà lau, rồi ôm chân người và lấy dầu thơm mà đổ lên đầu và đổ lên. Thế vậy, ông Pharisee đã mời người liền nghĩ bụng rằng: nếu quả thật ông này là ngu sứ, thì hẳn phải biết người đàn bà đang đụng vào mình là ai, là thứ người nào, một người tội lỗi. Đức Giêsu lên tiếng bảo ông: này ông Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Ông ấy thưa: dạ xin thầy cứ nói. Đức Giêsu nói: một chủ nợ kia có hai con nợ, một con nợ 500 quan tiền, một người 50. Vì họ không có gì để trả nên chủ nợ đã thương tình tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó ai mến chủ nợ hơn? Ông Simon đáp: tôi thiết tưởng là người đã được tha nhiều hơn. Đức Giêsu bảo: ông xem đúng lòng. Rồi quay lại phía người phụ nữ, người nói với ông Simon: ông thấy người phụ nữ này chứ? Tôi vào nhà ông, nước lã ông cũng không đổ lên chân tôi, còn chị ấy đã lấy nước mắt tưới bước chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã chẳng hôn tôi một cái, còn chị ấy từ lúc vào đây đã không ngừng hôn chân tôi. Dầu ông yêu, ông cũng không đổ lên đầu tôi, còn chị ấy thì lấy dầu thơm mà đổ lên chân tôi. Vì thế tôi nói cho ông hay, tội của chị rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là chị đã yêu mến nhiều. Còn ai được tha ít thì yêu mến ít. Rồi Đức Giêsu nói với người phụ nữ: tội của chị đã được tha rồi. Bây giờ những người đồng bạn
theo Marco phải quan đều có chen, nhưng những tình tiết nó khác nhau một chút. Vì thế tôi muốn phân tích một chút về tình tiết trước khi chúng ta đi vào con người của người đàn bà này. Nói về cái bối cảnh trước, câu chuyện kể ở trong Matthew, Marco và Gioan khác khá nhiều với câu chuyện của Luca mà chúng ta mới vừa nghe. Ở trong Luca, câu chuyện này xảy ra trong chương 7, tức là thời kỳ đầu khi Đức Giêsu mới bắt đầu ra đi để mà rao giảng tin mừng. Và chúng ta cũng không biết là Ngài vào nhà để ăn ở trong quán nào, ở trong địa điểm nào. Chỉ nói là vào nhà của ông Simon Pharisee mà thôi. Rồi cũng trong phúc âm của Luca thì ông Simon là một người Pharisee. Rồi cũng trong phúc âm này không có tên của người đàn bà, chỉ nói là một phụ nữ ở trong thành, là một người tội lỗi. Mà tội lỗi ông Luca viết ở trong này là một người tội lỗi mà được mọi người biết, có nghĩa là chỉ là một người tội lỗi nhưng mà tội lỗi có tính cách công khai, hay là ít nhất là những người ca, những gì người ta xâm xì về chị. Khác với hình ảnh, chúng ta cũng là tội, tội nhân, ta cũng phạm tội, nhưng nhiều khi mình che giấu quá kỹ. Cho nên đây là hình ảnh của một người đàn bà phạm tội mà theo lời của Luca là mọi người trong thành đều biết. Đương nhiên đây chúng ta cứ thường hiểu là thuộc diện phạm tội về bản thân xác mình đó, để nghề là đúng đường. Rồi ở trong phúc âm của Luca thì chỉ lấy mình dầu thơm chỉ đổ vào chân của Chúa Giêsu. Đây là một vài chi tiết mà chúng ta sẽ suy nghiệm, bởi vì hình ảnh của chị cũng là hình ảnh của chúng ta. Nếu chúng ta bước vào trong phúc âm của Matthew và Marco thì hơi khác một chút. Chúa Giêsu cũng vào nhà của ông Simon để ăn cơm, nhưng câu chuyện này xảy ra ngay trước khi Chúa Giêsu đi Jerusalem để mà bị chết. Vì thế trên đường khi Ngài đến Jerusalem rồi thì Ngài vào làng Bethania. Ở trong phúc âm của Matthew và Marco thì nói là Ngài dùng bữa ở trong nhà của ông Simon, mà ông Simon này là ông Simon phong bụi chứ không phải là một người Pharisee. Rồi cái địa điểm để mà Ngài ăn uống đó là làng Bethania. Rồi cũng trong phúc âm của Matthew và Marco thì người phụ nữ này lại lấy dầu và sức trên đầu của Chúa Giêsu chứ không phải là dưới chân của Chúa Giêsu. Rồi chúng ta cũng đọc một câu chuyện, tôi muốn nói như thế này để khi chúng ta về đọc Kinh Thánh á, nhiều khi mình đọc xong rồi mình nhập nhằng hết chuyện này qua chuyện kia, không biết ông nào biết chuyện gì, cứ nhớ nhớ chung chung này thôi. Nhưng khi mình về mình ngồi đọc lại, mình mới thấy mỗi một cách sử khi các ngài viết xuống thì các ngài có một cái tư tưởng, một cái ý riêng của các ngài. Ở trong phúc âm của Gioan chỉ cũng nói là bữa ăn Đức Giêsu vào trong nhà của Simon thì không có nói là vào nhà Simon, nói là Đức Giêsu vào nhà mà nhà đó ở làng Bethania. Và ông Gioan cũng là nên tin là có Maria và có Martha ở trong đó bữa ăn tại nhà đó. Rồi Maria đó là chị em với Lazarus, Lazaro là người bị sốt này, thì chính Maria này đã lấy dầu sức vào chân, có tên đàng hoàng, sức vào chân của Chúa Giêsu. Tôi không đi vào vấn đề thần học ở đây, về vấn đề Kinh Thánh ở đây phân tích cái khác nhau như thế nào và ý nghĩa của từng cái như thế nào. Tôi chỉ muốn là khi chúng ta đọc, nhất là trong vài tuần tới chuẩn bị vào mừng kỷ niệm biến cố của Giêsu chịu thương khó, chịu chết và sống lại, thì chúng ta sẽ thấy một vài những điểm, những chi tiết mà nhiều khi những người khác hoặc họ thắc mắc hoặc là chính chúng ta thắc mắc và không biết làm sao để mà giải thích. Câu chuyện Chúa Giêsu vào trong nhà của một người để mà ăn cơm, nếu nói theo phúc âm của Matthew và Marco và Gioan thì câu chuyện này Matthew chương 26, Marco chương 14 và Gioan chương 12 là khi Chúa Giêsu chuẩn bị đến bị bắt và chịu chết rồi. Còn phúc âm của Luca thì nằm ở chương 7, tức là trong thời kỳ đầu ngày mới rao giảng. Có thể ngài đến đó để ăn cơm nhiều lần, chúng ta không cần phải đi vào chi tiết ở đây. Tôi chỉ đưa ra một vài điểm để thấy cái sự khác nhau. Nhưng điều mà chúng ta cần biết là không có bằng chứng đây là Maria Magdalena
chúng ta không nghe. Chỉ có điều là cao điểm của cái bài đọc của chúng ta mới vừa nghe không phải là tên này là của ai bài nào, mà cao điểm của nó là câu nói của Chúa Giêsu khi Ngài nói tội được tha nhiều, mà cái lý do tội được tha nhiều là yêu nhiều. Ở trong phần của chúng ta, khi chúng ta trở lại và các bạn mà suy nghĩ, chúng ta thấy hay lắm, nhất là nói về lòng thương xót của Thiên Chúa. Khi thấy người đàn bà khóc rồi đổ dầu thơm vào chân Chúa Giêsu, phúc âm của Luca nói, Chúa Giêsu nói với Simon: "Này ông, tôi có một điều muốn nói với ông." Ông Simon trả lời: "Dạ, thầy cứ nói đi." Thì thay vì nói một điều gì đó, Chúa Giêsu lại không nói. Ở trong phúc âm của Luca nói, Chúa Giêsu kể một câu chuyện. Điều tôi muốn nói với ông đây là cái câu chuyện như thế này. Có một người có hai con nợ, một người nợ 500 quan tiền, một người nợ 50 quan tiền, cả hai cho tha hết. Vậy ai yêu ông cái ông chủ nợ nhiều hơn? Ông này trả lời: "Thưa, bởi vì cái người được tha nhiều thì yêu nhiều hơn." Đây là một cái tinh tế, hết sức tinh tế trong vấn đề giáo dục của Đức Giêsu. Ngài dùng chính câu hỏi của Ngài, Ngài dùng chính câu trả lời của đối phương để dạy cho đối phương. Thay vì phải dạy cho ông Simon về việc lòng yêu mến và sự tha thứ, thì Ngài để cho ông trả lời, rồi Ngài chỉ kết luận một câu: "Vậy đấy, người nào mà yêu nhiều thì được tha nhiều, người nào yêu ít thì tha ít." Ở đây chúng ta muốn nói đến, rồi chúng ta sẽ nói thêm về tội lỗi của mình, nhưng ở đây chưa đi sâu vào ở trong vấn đề về vấn đề hòa giải. Thì chúng ta cũng biết được yếu tố đầu tiên để đến với nghi thức hòa giải, yếu tố đầu tiên để vợ chồng có thể tha thứ được cho nhau, đó là phải có cái tình yêu, và tình yêu càng nhiều thì sự tha thứ càng nhiều. Còn những nghi thức khác nó chỉ là hình thức làm cho đầy đủ bổn phận mà thôi, nào là phải đi dâng tổ, nào là phải sắp hàng, tất cả những cái đó nó là hình thức bên ngoài. Cái điều sâu của nó là lòng yêu mến mà chúng ta cần phải đến với Đức Giêsu, đến với Thiên Chúa ở trong hôn chay này. Cũng ở trong Luca, mặc dù ông không nói đến đây là bà Maria Magdalena, nhưng mà ở trong cái chương kế tiếp chỉ cách đó khoảng chỉ có vài câu thôi, thì ông lại nhắc đến tên của bà này là Maria Magdalena, và ông nhắc đây là một người đàn bà được trừ bảy quỷ. Các nhà thần học nói gì? Các nhà thần học nói rằng câu chuyện này có thể là một câu chuyện đã thực sự xảy ra, nhưng đã được ghép lại bởi vì 2-3 lần Ngài đến để ăn cơm, cho nên cái câu chuyện này nó không dứt khoát là một, chỉ có một lần xảy ra, và cũng không phải là cái người đàn bà đó, chưa hẳn đó đã là Maria Magdalena, chưa hẳn. Có thể là một người tương tự như vậy, hay một người đồng bào. Nói chung, bà là một người tội lỗi, nó theo lời của thánh Luca, thì đây là một người tội lỗi mà bị nhiều người lên án và cử nhiều người biết đến. Bây giờ chúng ta đi vào trong hình ảnh, ở đây có ba hình ảnh.